gia chương trình hay không, và Miko có thể chia sẻ thêm về thì đương nhiên mọi người cũng sẽ quan tâm về cuộc sống của Miko hiện tại ra sao và quá khứ như thế nào trước khi nổi tiếng và trước khi được công chúng biết đến, thì cái con đường mưu sinh của Miko có khó khăn gì hay không, như thế nào Miko có thể chia sẻ cho mọi người biết thêm ạ? Miko Lan Trinh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý, ekip của chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh và các anh chị em nghệ sĩ. Em chào anh Khánh Hưng và cảm ơn câu hỏi của anh đã dành cho em. Về chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh thì Miko đã từng trông chờ để có thể có thêm nhiều những chương trình để các nghệ sĩ, những người tham gia được sâu sát hơn vào cuộc sống, bởi vì thời gian qua có những biến cố đến với cuộc đời của Miko làm cho Miko nhận ra mình chưa hiểu biết được